không còn nghi ngờ gì nữa, Diệu Nhi ngầm xác nhận đã sinh con đầu lòng. Cách đây một tháng, dân mạng xôn xao trước thông tin Diệu Nhi mang bầu với bạn trai lâu năm. Dựa trên một số dữ liệu thì Diệu Nhi, anh Tú là hai nhân vật rơi vào tầm ngắm. Không những thế, Diệu Nhi còn bị khui loạt ảnh vòng hai vượt mặt trong những vlog ăn uống, đến hình ảnh được anh Tú đưa đi khám thai. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả Diệu Nhi lẫn anh Tú đều không có bất cứ phát ngôn nào liên quan. Cho tới tối 24 tháng 9, trên trang cá nhân, đích thân Diệu Nhi khoe nhận được món quà từ một cửa hàng thời trang. Xong khiến dân mạng chú ý hơn cả là dòng chữ đặc biệt trên tấm thiệp, gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ. Khi Diệu Nhi thoải mái khoe tấm thiệp này, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đồng thời xác nhận lên chức mẹ bỉm. Tuy nhiên sau đó ít phút nữ diễn viên đã xóa trạng thái, nhưng câu chuyện coi như đã rõ ràng, chuyện sinh con đầu lòng chỉ còn chờ một lời xác nhận chính thức từ cô mà thôi. Với chuyện tình kéo dài 6 năm mặn nồng, cộng đồng mạng đang rất mong chờ một cái kết viên mãn đến từ cặp đôi. Nhiều người hâm mộ còn đồn đoán rằng tấm thiệp này đi kèm với món quà mừng lễ đầy tháng cho con đầu lòng của cô nàng. Tuy vậy đây cũng chỉ là suy luận từ phía khán giả mà thôi.